Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thấy đều cụm chân sạc của Honor 8X đang có mặt tại xinhongcaocap.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của Honor 8X lỗi hỏng, cần địa chỉ thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc pin của Honor 8X không nhận chập chờn nút lúc không. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của xinhongcaocap.vn, chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên điện thoại Honor 8X, phụ quá trình thay mới, sửa chữa quý vị các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc trên Honor 8X. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 667-5099, kỹ thuật viên từ xinhongcaocap.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Cảm ơn quý vị các bạn.